Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính kính bạch Hòa thượng Tôn sư Trúc Lâm Thiền sư. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa thượng tọa chủ trì Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt. Kính thưa quý cấp chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa toàn thể nam nữ đồng bào Phật tử. Thật là một niềm vinh dự lớn cho Trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức của chúng tôi hôm nay vào ngày 17 tháng 2 năm 2011 nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mão. Tại trung tâm của chúng tôi được cung thỉnh thượng tọa chủ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đến Quang Lâm để mà chỉ dạy cho trung tâm cũng như tất cả những Phật tử có mặt hôm nay những lời dạy quý báu cho nhân ngày đầu xuân năm mới. Như chúng ta cũng đã biết, Thiền Tông Việt Nam đời Trần và Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử đã đưa Đạo Phật đi đến một cái đỉnh cao trong lòng của dân tộc. Bên cạnh sự xuất hiện của những cái danh tướng lỗi lạc, anh hùng là sự ra đời của các thuyền sư xuất cách siêu thoát. Vua Trần Nhân Tông là một vị minh quân, một vị anh hùng đã hai lần lãnh đạo kháng chiến chống quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi. Sau đó ngài đã từ giả địa vị vương giả vào núi ẩn tu, đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát. Đây là một niềm vĩnh hãnh diện vô cùng cho dân tộc Việt Nam nói chung và cho những người học Phật của chúng ta nói riêng. Thiền Tông Việt Nam đã trải qua những sự thăng trầm cùng với sự thương vong của đất nước, của dân tộc. Hôm nay, Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ, ngài chủ trương làm sống dậy Phật giáo Việt Nam, tức là Phật giáo đời Trần. Tại sao? Vì Phật giáo đời Trần nói lên được cái tinh thần cao siêu của Đạo Phật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và ước mơ của đại chúng Phật tử Việt Nam. Và thực sự, Phật giáo đời Trần, tức Phật giáo Việt Nam đã song hành cùng dân tộc và sống mãi trong lòng của dân tộc hàng ngàn năm qua. Hôm nay, được sự cho phép của quý cấp chính quyền sở tại, quý chư tôn giáo phẩm, cùng sự hoan hỷ của Hòa Thượng Tôn Sư Trúc Lâm Đà Lạt, thay mặt cho ban giám đốc Trung tâm Kinh sách Chánh Phước Đức, chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Phương, chủ trì Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt, kim chủ trì Trúc Lâm Yên Tử Hà Nội đang tiếp nối việc truyền bá Thiền Tông Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống hiện nay, ngài còn có nhiều Phật tử cũng như là người dân mong muốn có thêm được nhiều điều kiện để tu học, được lắng nghe những lời dạy bảo của các vị tôn sư để giúp cho mọi người giảm bớt những phiền não, những khổ đau, làm thêm nhiều việc thiện, điều lành, bước ra khỏi vòng trầm luân sinh tử, tạo cho mọi người có cuộc sống an lạc, hạnh phúc, ngày càng giác ngộ và có trí tuệ vững chắc. Đó là tiêu chí của mỗi người học Phật và yêu Phật. Chúng con tha thiết được Thượng tọa từ bi chỉ dạy cho chúng con, những kẻ đi trong đêm đen khao khát mong mỏi ra khỏi vùng vô minh tâm tối để trở về với ánh sáng huyền diệu, nhiệm màu của Đức Phật. Ngưỡng mong Thượng tọa hoan hỷ, hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Kính thưa quý quan khách, cũng thưa cùng tất cả quý cấp chính quyền cùng bạn bè thân hữu hôm nay, trong buổi lễ chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái điều sơ suất. Kính mong quý vị thành thật bỏ qua và niệm tình tha thứ. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý khách có mặt hôm nay cung thỉnh, thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Phương sẽ chỉ dạy cho chúng con những lời dạy để chúng con nhân dịp đầu năm để chúng con định hướng được những cái trong cuộc sống và công việc của chúng con. Xin mời thầy. Trước tiên cũng mời tất cả đồng niệm Phật. Nam mô này có cái duyên lành là
thỉnh quý thầy cũng như trong quý quan khách cùng quý Phật tử để có cái buổi khai pháp, mà thì đây là cũng là một cái duyên lành tốt đẹp để trong tất cả mọi chúng có duyên để cùng tụ hội tại một nơi này, gặp gỡ như thế này, thì đó là cũng là cái duyên lành đó. Tức là theo tinh thần của nhà Phật thì đều là có nhân duyên hết chứ không có ngẫu duyên, tức là có những nhân duyên tốt lành cho nên mới cùng được gặp gỡ như vậy, mà lại gặp gỡ trong một môi trường trí tuệ, tức là trung tâm kinh sách, không, đó là môi trường trí tuệ đó. Cho nên rồi cũng để nói lên cái ý nghĩa cho cái ngày hôm nay thì quý thầy cũng có cái buổi trao đổi ít nhiều về cái ý nghĩa là đạo Phật là đạo trí tuệ, kế hợp với cái buổi họp mặt hôm nay. Đó. Bởi vì sao? Trước tiên á là tất cả chúng ta nếu mà nghiên cứu đạo Phật á thì sẽ thấy rằng nguồn gốc của đạo Phật á, không, tức là đạo Phật mà nguồn gốc của đạo Phật mà có ra là từ đâu? À, thì mình sẽ thấy được ý nghĩa, không? Tức là Đức Phật có đạo Phật có từ Đức Phật, phải không? Mà đạo Phật có ra là từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, phải không? Từ sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, rồi ngài á, là một con người lịch sử rõ ràng trên trái đất này, đó là con người lịch sử chứ không phải là một vị mà gọi là từ ở trên trời hoặc là hiện xuống, phải không? Hoặc là một vị mà thần linh gì, nhưng mà là một con người lịch sử rõ ràng, tức là có cha có mẹ, rồi lớn lên có lập gia đình, không, rồi cũng có xuất gia đi tu thành đạo, và hiện nay vẫn còn di tích, không, ở tại Ấn Độ và Nepal, phải không? Đó là con người lịch sử rõ ràng. Đó. Như vậy cho nên rồi ngay cái tiếng Phật đó đã nói lên một cái nghĩa sâu xa rồi, tức là Phật thì nói đủ là Phật Đà, phải không? Tức là Trung Hoa dịch là giác giả, tức là một con người giác ngộ. Phật là một con người giác ngộ, nhưng mà là giác ngộ viên mãn. Đó. Như vậy tức là từ cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, thì từ cái trí tuệ đó, ngài mới thấy đúng lẽ thật của thế gian, những cái điên đảo mơ lầm của chúng sanh. Đó. Rồi sao? Đó thì mới có ra đạo Phật. Tức là như quý vị mà đọc lịch sử đó, ngay cây Bồ Đề mà hiện nay mà tất cả chúng ta đi qua Bồ Đề Đạo Tràng để mà lễ đó, thì chính cây Bồ Đề đó là cũng nói lên ý nghĩa đó rồi. Bởi vì cây Bồ Đề trước đó nó không phải tên là Bồ Đề. Quý vị biết tên gì không? Cây Bồ Đề đó là một loại giống cây đa, tức là nó trước nó là tên cây Tất Bát La chứ không phải là cây Bồ Đề. Rồi do chính Đức Phật ngài ngồi với cội cây Tất Bát La đó thiền định rồi giác ngộ thành đạo, cho nên để kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo cho mới đổi lại là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ, phải không? Cho nên là cái tuần lễ mà đầu đó thì Đức Phật khi mà giác ngộ rồi thì ngài mới đi lên phía trên, ngài mới đứng đó ngài nhìn lại cây Bồ Đề để mà cảm niệm, như là cảm ơn cây Bồ Đề đã che chở ngài trong thời gian thành đạo, cho nên bây giờ cũng còn di tích đó, hiện tại là có cái tháp ở phía trên đó, sao ngó xuống đó là Phật đứng nhìn cây Bồ Đề trong tuần lễ. Mà cũng nói lên là để Đức Phật là cũng nhớ ơn cây Bồ Đề đã che chở mình đó. Như vậy thì từ sự giác ngộ Đức Phật đó, rồi Đức Phật mới đi thuyết pháp, rồi giáo hóa chúng sanh, rồi thành lập tăng đoàn, cho nên rồi mới có đầy đủ tam bảo và có đạo Phật. Như vậy thì chính đạo Phật là phát xuất từ trí tuệ, phải không? Và chính Phật thuyết pháp đó là để chỉ cho tất cả chúng sanh đó những lẽ thật trên thế gian này, không? Mà chúng sanh đang mê lầm là gọi là điên đảo, thấy không có đúng lẽ thật đó, Phật chỉ ra, tức là đem trí tuệ đến cho chúng sanh để chuyển hóa cái đời sống cho con người được sáng suốt, được tốt đẹp hơn. Cho nên đúng ý nghĩa là ban đầu á là người học Phật á là nghe Phật giảng rồi mới nghiền ngẫm nhận hiểu rồi tu tập để giúp trừ những cái phiền não, chứ không phải là chỉ đọc tụng trên chữ nghĩa
hoặc là nghe suông thôi. Bởi vì ban đầu á là chưa có kinh, phải không? Ban đầu lúc mà Phật mới đi thuyết pháp là chưa có kinh, thuyết pháp xong sau này rồi ta mới kết tập lại thành kinh, phải không? Chứ còn ban đầu là chưa có kinh thì đâu có mà đọc tụng theo chữ nghĩa à, mà nghe giảng cũng giống như quý vị giờ nghe giảng vậy đó, phải không? Nghe giảng rồi mới nghiền ngẫm nhận hiểu được ý nghĩa đó rồi thực tập tu hành theo Phật đó. Cho nên đó là phải có trí tuệ nhận định rõ, phải không? Cho nên trong hệ kinh Nguyên Thủy đó có một bài kinh nói rằng có vị Bà La Môn đến hỏi Phật là nghe nói Gotama tức là Cồ Đàm đó, thấy không? Đó là họ Phật đó. Thì ngài biết quyển thuật và dùng quyển thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy chăng? Tức là vị Bà La Môn đó ở nghe đó là Phật đi thuyết pháp rồi lôi cuốn nhiều vị Bà La Môn trở về với Phật, rồi nghe đó Phật cũng có thần thông rồi, thấy không? Vậy cho nên ông tới mới gạn hỏi Phật, vậy là nghe nói đó Cồ Đàm đó có biết quyển thuật rồi dùng quyển thuật đó để mà lôi cuốn quyến rũ mà những người khác trở về, phải không? À, thì Phật không trả lời ngay mà Phật hỏi lại. Phật nói này Bà La Môn, ngươi chớ có tin những điều gì do báo cáo đem lại, phải không? Chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, rồi cũng vậy chớ có tin điều gì do kinh điển để lại nữa. Chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình. Định kiến của mình tức là mình thấy sao là mình thấy, ai nói đúng với cái chỗ thấy của mình là mình tin, còn nói khác không được. Thì đó là theo cái định kiến, thì vậy là không đúng chân lý, phải không? Rồi chớ có tin điều gì do người có quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy nữa, phải không? Đó, tức là sao? Này Bà La Môn, ngươi chỉ nên tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm, cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không? Đó, tức là mình phải có sự phán đoán điều đó có đúng thật như vậy hay không, tức là những cái điều đó có thật sự đưa đến an lạc hạnh phúc hay không, chứ không phải nghe nó lại rồi tin liền. Cũng phải do truyền thống mình như gọi là xưa bài nay vẽ, không phải vậy, phải không? Tức là có trí tuệ phán đoán đàng hoàng. Đó, Phật lại hỏi, ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Thì Bà La Môn không đáp là Bạch Cồ Đàm, đó là đưa đến đau khổ bất hạnh thôi, phải từ lòng tham mà, phải không? Rồi ngài ví như người từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa tới hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Thì ông cũng đáp là Bạch Cồ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Rồi tới từ lòng si mê cũng vậy, tức là tham sân si là ba độc. Nếu từ ba độc mà nó đó là cái động cơ thì nó sẽ đưa đến đau khổ bất hạnh, phải không? À, thì Phật hỏi, vậy thì người tham sân si đó có ai khen không? À, thì ông nói là Bạch Cồ Đàm, không có ai khen người ấy, phải không? À, Phật mới hỏi lại, này Bà La Môn, còn nếu người dứt lòng tham thì có làm ai đau khổ chăng? Thì ông đáp, Bạch Cồ Đàm, không, dứt lòng tham, không, thì không có làm ai đau khổ. Rồi này Bà La Môn, nếu người dứt lòng sân, lòng si mê thì có ai làm ai đau khổ không? Thì ông cũng đáp là không, phải không? Thì Đức Phật mới bảo, vậy ngươi hãy nghe theo người ấy. Đó, không? Phật rất là khéo léo, không? Không bảo là bây giờ ông phải nghe theo tôi, không phải vậy. Mà Phật gặng hỏi ông, tự ông đáp, thì chính câu trả lời là ngay với ông, phải không? Ông chấp nhận là cái điều đó tốt thì ông nghe theo, phải không? Rồi, cho nên Phật nói là vậy ông phải nghe theo người đó. Rồi ông Bà La Môn nghe đến đây mới liền vui mừng, mới thưa rằng lành thay, tôn giả Gotama khéo dùng quyển nói quyển, nếu có ai nghe lời giải thích của ngài tức cũng đều an vui hạnh phúc. Cho đến cây sa la kia mà nghe lời giải thích của ngài đây thì nó cũng phải an vui hạnh phúc nữa. Xin ngài nhận con làm đệ tử tại gia từ đây đến suốt đời, con nguyện quy Thế Tôn, quy chánh pháp, quy chúng tăng. Đó là quy phục. Quý vị thấy Phật rất là khéo léo, không? Tức là không có nói là tôi nói vậy là đúng, tôi nói vậy là chân lý, ông phải nghe theo tôi, không phải vậy, phải không? Và Phật chỉ ra, gạn hỏi cho ông thấy rõ đâu là cái điều chân thật, không? Tức là đó, Phật nói là giờ ông suy nghĩ kỹ coi, không? Những người mà từ lòng tham, từ lòng sân, từ lòng si, đó là động cơ sai khiến, rồi nên sẽ đưa đến đau khổ hay là an vui hạnh phúc, là thiệt tử ông đáp. Phải không? Rồi người mà dứt lòng tham, lòng sân, lòng si thì sẽ đưa đến
an vui hạnh phúc hay là đau khổ, thì cúng tử ông đáp rõ ràng. Thì còn nói như vậy trong thấy vậy đó thì ông phải nghe theo cái người đó. Rất là khéo léo cũng rất là trí tuệ, không? Tức là Phật nói là phải có trí tuệ nhận định phán đoán, không? Chứ không phải là nghe vậy là cái là tin, không? Hoặc là nghe ta báo cáo vậy là tin, hoặc là truyền thống để lại, tức là giống như ông bà từ trước đã để lại rồi mình vậy là mình tin, không? Nhưng mà có phải có nhận định, có trí tuệ, phải không? Cho nên gọi là đọc Phật là đọc trí tuệ vậy đó, không? Đó là một cái ý nghĩa chân thật, không? Để nói lên cái trong tinh thần của đạo Phật đó là đạo trí tuệ, dẫn chứng ngay Đức Phật, tức là nhân duyên mà Đức Phật thành đạo đó, tìm đạo đó thì sao? Thì cũng ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh người già, người bệnh, người chết và vị sa môn giải thích về con đường giải thoát, thì ngài mới phát tâm tìm đạo, phải không? Tức là thấy người già, người bệnh, người chết thì ngài mới băn khoăn, ngài mới thắc mắc. Vậy thì ai sinh ra đời cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết vậy hay không? Có ai thoát khỏi hay không? Phải không? Trong khi mình thấy cảnh đó là quá quen rồi, nhưng mà ngài không như vậy, ngài có cái suy nghĩ, phải không? Vậy ai sinh ra đời cũng phải vậy hay không? Cho nên rồi Sa Nạc ban đầu là mới ngập ngừng không dám trả lời đó. Tôi sợ trả lời mà lỗi một cái là bị bay đầu, phải không? Bởi vì Thái tử mà. Nhưng mà ông ngài cho phép thì Sa Nạc nói là bạch Thái tử, thì dù cho Thái tử cũng vậy thôi, đã ra đời thì có sanh thì phải có già, có bệnh có chết, trừ khi chết yểu thì mới khỏi có già. Phải không? Thì ngài nói, ngài mới suy nghĩ vậy, không ai thoát khỏi sao, không có cách gì thoát khỏi sao, cho nên ngài quyết phải tìm ra cái nguyên nhân mà sanh ra đưa đến cái sanh già bệnh chết đó. Nếu tìm được nguyên nhân thì có cách giải quyết, chứ không chịu chấp nhận cúi đầu, cứ là cúi đầu chấp nhận nó, giống như bao nhiêu người, phải không? Còn mình thì nói là từ ông bà tổ tiên mình là vậy thôi, mình cũng vậy thôi, chấp nhận thôi, phải không? Ngài không chấp nhận đó, đặc biệt vậy. Cho nên Phật là vậy đó, phải không? Cho nên là ngài quyết tìm, cho nên mới vượt thành xuất gia để mà tìm cho ra cái nguyên nhân đưa đến sanh già bệnh chết này. Và quả nhiên ngài sau khi mà đi tìm đạo, phải không? Cuối cùng rồi thì dưới cội bồ đề đó, ngài giác ngộ thành đạo, thấy rõ 12 nhân duyên, phải không? Tuy nhiên đó là cái nguyên nhân đưa đến sanh tử luân hồi. Thì vậy nếu mà muốn hết sanh tử luân hồi, không còn già mà chết đó, thì phải dứt cái nhân này. Không còn nhân thì đâu có quả. Như thấy không? Rất là pháp, phải không? Tức là dứt cái nhân này thì không có nhân, không có quả. Giống như là những nhà bác học hay nhà khoa học thấy cái bệnh chó dại, cái bệnh ho lao, thấy không? Thì các ông mới cố để mà nghiên cứu tìm ra cái nguyên nhân để mà gây ra bệnh. Thì khi tìm ra nguyên nhân là vi trùng gây bệnh đó, thì mới chế thuốc trừ cái nguyên nhân đó, thì trừ được bệnh, phải không? Đó, thì rất là khoa học. Thì đây ngài cũng vậy, mà cái đó là cũng phải có trí tuệ, phải không? Đó. Rồi cái bài pháp đầu tiên mà Phật thuyết pháp, tức là bài pháp tứ đế, phải không? Tứ đế tức là bốn chân lý, tức là chân nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế, đạo đế. Thì khổ đế và đạo đế đó là cái nhân quả của thế gian, tức là nhân quả đau khổ đó. Còn diệt đế và đạo đế đó là nhân quả xuất thế gian, tức là nhân quả an vui hạnh phúc đó. Thì nhưng mà nhiều người nghiên cứu đạo Phật mà thấy mới có một phần đó, thì có khi hiểu lầm đạo Phật đó, nói đạo Phật là bi quan, là tiêu cực, thấy không? Bởi vì mới vô đầu là nó khổ rồi, phải không? Nó khổ rồi, nó vô thường rồi. Nhưng mà đây không phải vậy. Phật gọi là Phật là đạo Phật là đạo trí tuệ, mà trí tuệ là phải thấy đúng như thật, nói như thế nào phải cứ thấy đúng như thế đó, chứ không thể mà gọi là phá lắp, phải không? Là chân lý mà, chân lý thì nó như thế nào là phải thấy đúng như thế đó. Thì đây ngài chỉ rõ ra bản chất của cuộc đời là khổ, là như thế nào là khổ, tức là sanh già bệnh chết, phải không? Rồi thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu bất đắc, phải không? Đó là những cái khổ của thế gian, dù cho người giàu, người nghèo và vua chúa hay gì cũng phải nằm trong đó, tức là phải có sanh ra thì phải có già, có bệnh, có chết, phải không? Mà già bệnh chết thì có vui không? Cho nên đó là những cái khổ của thế gian. Rồi người mà mình thương yêu mà phải xa lìa là khổ hay vui? Đó. Còn kẻ mà mình không ưa mà cứ gặp mặt nhau hoài là khổ hay vui?
Đó là lẽ thật thôi, đó là chân lý mà. Còn những điều mình mong cầu mà lại không được như ý là khổ hay vui? Mà trong đời của mình đó là cầu được nhiều hay là cái mà bất ý nhiều? Đó là những lẽ thật thế gian, phải không? Cho nên là những lẽ thật này dù cho là có Phật ra đời hay không Phật ra đời nó cũng là như vậy, bởi nó là chân lý mà, phải không? Chứ không phải là Phật ra đời mới có, là không phải Phật ra đời mới đặt ra, mới lập ra, phải không? Cũng như là dù người trong đạo Phật hay không phải đạo Phật cũng nằm trong đó, phải không? Chứ không phải là trong đạo Phật mới có, phải không? Đó, bởi nó là chân lý thì là ở đâu cũng là chân lý hết, phải không? Rõ ràng là như vậy. Đó là cái lý tứ đế. Rồi cái lý 12 nhân duyên, tức là lý nhân duyên của đạo Phật. Đạo Phật là nói đến nhân duyên, mà nó gọn là duyên sinh, phải không? Tức là sao? Tức là bằng trí tuệ giác ngộ Đức Phật thấy rõ các pháp ở thế gian này đều do là duyên sanh, chứ không có một cái nhân hay là một cái quả. Không, một nhân không thành, không có cái nào một nhân thành, mà do duyên sanh, tức là nhiều nhân duyên, nhiều điều kiện, thấy không? Thí dụ cái nhà này và cái bàn này, thì không thể nói là cái bàn này do gỗ thành, nói đó là nó quá đơn giản, phải không? Có gỗ không là không thành cái bàn, phải không? Mà phải sao nữa? Phải có thờ mộc, rồi phải có đinh, rồi rồi phải có cưa, đầu phải đủ nhiều cái nhân viên cộng lại mới thành. Cái nhà này cũng vậy, phải không? Nhà mà có thành thì cũng phải có vật liệu, rồi có công thợ, có phép xây dựng, có chủ đầu tư, có kinh phí vân vân, đủ những cái điều kiện nó mới thành được cái nhà, phải không? Rồi ngay như cái buổi nói chuyện này cũng vậy, không phải là do chủ nhà mời là xong là có, phải không? Nếu chủ nhà mời mà không ai đi dự hết thì có không? Tức là phải có chủ nhà, có người tổ chức, rồi có người nói chuyện, có nơi chốn, có phòng ốc, phải không? Có hội trường đâu đó, nghĩa là có người nghe, có bàn ghế, có âm thanh, đủ nhiều, rất nhiều điều kiện mới thành một cái buổi nói chuyện hôm nay, phải không? Cái gọi là nhân duyên đó, cũng như cái bình hoa này đó. Bình hoa này nếu mà có cái bình mà không có hoa cắm đó thì có gọi bình hoa không? Nếu bình đó mà đựng nước thì gọi bình gì? Phải không? Rồi có bình, rồi có hoa, có người cắm, mà không có cái bàn thì để đâu? Phải có chỗ để mới thành bình hoa, phải không? Tức là phải đủ rất nhiều nhân duyên đó mới thành, chứ không thể một nhân mà hay là một duyên mà thành được. Ngay cái bản thân của chính mình đây cũng vậy đó, phải không? Bản thân của chính mình đây, thường mình nói thân mình do cha mẹ sinh ra, phải không? Đó. Nhưng mà vậy chưa đủ, phải không? Đó. Cha mẹ sinh ra rồi còn phải có cái nghiệp thức này, phải không? Rồi còn cũng phải có những cái gì, những cái tứ đại để nó bồi bổ vô, những cái chất đó vô mới thành. Chứ cái thai đầu tiên mà nếu mà không có những chất dinh dưỡng, những cái chất tứ đại đó để bồi đắp vô á, thì cái thai nó cũng hư, phải không? Khi mà sanh lớn lên bây giờ đây cũng vậy, thân mình đây là da thịt gân xương máu dịch đồ vân vân, nó mới hợp thành một cái thân này, chứ không phải để không thành, phải không? Cho nên đó là những cái ý nghĩa rất là chân thật, phải không? Cho nên cái lý gọi là duyên sinh đó là cái lý rất là căn bản của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật dạy rồi, không phải nói vậy là nói cái lý dạy cho mình nghe lý chơi thôi, không phải vậy. Mà nói đó để chi? Để thực hành. Chứ không phải là nói đó để mà lý tưởng cho cao, cho vui thôi, không phải vậy, thực hành. Cho nên để ứng dụng vào cuộc sống á, thì cái lý duyên sinh này rất là hay. Mà hiện tại đây là mình rất cần thiết, nhất là trong cái thời đại hiện tại bây giờ đó, rất là cần hiểu. Hiểu rõ lý duyên sinh rồi á, tức là sao? Trên lý duyên sinh tức là cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, phải không? Tức là nó tương quan mà tồn tại, chứ không có cái tồn tại độc lập. Tức là không có một cái thực thể tồn tại độc lập một chiều, mà nó tương quan với nhau. Sở dĩ có con là sao? Là có cha mới có con. Nếu mà không cha mà không có con á, thì cha là cha của ai?
phải không? Cũng vậy, có thầy thì tôi phải có trò mới thành ông thầy, chứ không có trò thì thầy thấy ai? Tức là nếu không có trò thì thầy cũng không thành. Đó, tức là nó tồn tại trên cái sự tương quan, phải không? Tức là đó là cuộc sống tương quan với nhau, mà đã là cuộc sống tương quan với nhau á thì mình cần có sự thông cảm, sự hiểu nhau thì để cho cái nhịp sống nó được điều hòa, phải không? Còn nếu thiếu thông cảm đó thì sao? Tức là nó sẽ bất an đau khổ. Thí dụ vợ chồng mà không hiểu nhau rồi cố chấp theo cái thành kiến chủ quan riêng tư đó thì gia đình có an nguy tốt không? Phải không? Đó là thực tế đó, phải không? Mọi người mà cứ chấp theo cái thành kiến chủ quan mình thôi, không cần biết có người thứ hai, phải không? Thì gia đình là bất an liền, phải không? Còn có sự hiểu nhau, thông cảm nhau thì đưa đến an vui hạnh phúc, phải không? À, người trên, người dưới mà không hiểu nhau thì cũng vậy, phải không? Người trên, người dưới không hiểu nhau đó, thì việc làm sẽ có nhiều trái nghịch thôi. À, cho nên Ngài gọi là Đạt Lai Đạt Ma đó, phải không? Ngài có một cái lời chia sẻ cùng tất cả là con người thì hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc rất nhiều vào đời sống của mỗi người. Và chính sự sống của chúng ta đó là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác. Sự sống của mình là kết quả sự đóng góp của nhiều người khác chứ không phải là tự nhiên mình sống, phải không? Sự ra đời của chúng ta là phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới cần sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ chúng ta trong nhiều năm, phải không? Rồi nghĩa là cái sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta đó, ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều đóng góp của vô số người khác. Mình mà làm việc thành công, nổi danh không phải là tự cái tài của mình không, mà có sự đóng góp của nhiều người nữa. Nhưng mà lâu nay nhiều khi mình hơi ý lại, tôi có tài thì tôi có nổi tiếng thôi, phải không? Không phải vậy, đơn giản đó. Trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, chưa kể đến hạnh phúc của chúng ta nữa. À, tức là nếu quán kỹ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng sự sống của chúng ta đó là tương quan rất nhiều. Thì vậy là mình sẽ sống gần với nhau hơn, bớt ngăn cách nhau hơn. Thấy không? Tức là sự tồn tại, sự thành công hay là hạnh phúc của chúng ta đây á, là có sự đóng góp của rất nhiều người liên hệ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Thí dụ mà ông thầy giáo mà nổi tiếng thì không phải là chỉ ông thầy giáo đó có tài rồi nổi tiếng thôi, phải không? Nếu ông thầy giáo mà có tài mà rồi không có học trò tốt thì sao? Thì nổi tiếng được không? À, lẫn quẩn ở trong cái vùng quê đó, thôi thì đâu có nổi tiếng mà nổi, phải không? Rồi có học trò tốt thì phải có môi trường tốt, tức là môi trường giảng dạy tốt để mà phát huy cái tài của mình ra thì mới thành tựu được, phải không? Cho nên hiểu về đó thì mình sẽ mới bớt gọi là cái chủ quan, không? Cũng vậy, một công ty mà thành đạt đó không phải là chỉ có giám đốc giỏi thôi, phải không? Đó, không phải đơn giản vậy, phải không? Giám đốc giỏi nhưng mà cần phải có những người phụ tá giỏi nữa, phải không? Phó giám đốc rồi thư ủy thư ký rồi, phải không? Vậy rồi còn phải có công nhân giỏi nữa, tức là công nhân giỏi nhiệt tình, phải không? Tức là nhiều sự đóng góp vào sự thành đạt đó, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Cho nên xét lại vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng sự sống của mình, hạnh phúc của mình, sự thành đạt của mình đó là có rất nhiều sự đóng góp liên quan, tức là sống liên quan với nhau. Thì mình, sự sống mình cần phải đến gần nhau, bớt ngăn cách với nhau. Thì như vậy là nó sẽ thông cảm với nhau và nó sẽ vui vẻ nhiều hơn, không? Cho nên từ cái lý này đó mới đưa đến cái lý gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Cho nên thí dụ như giờ quý vị ăn bát cơm nè, thì mình nghĩ à tôi có tiền thì tôi mua gạo về nấu cơm ăn bát cơm thôi, không? Nhưng mà sự thật không đơn giản. Sự như có bát cơm đó thì có ai mới có bát cơm? Nhà nông không chưa có bát cơm được, phải không? Đó. Đó, thì nhà nông, những người nông dân là họ gieo trồng lúa, phải không? Nhưng mà họ gieo trồng lúa thì phải sao? Họ có phân bón, phải không? Mà phân bón thì phải liên hệ tới những người mà làm ra phân bón nữa, phải không? Rồi những người làm ra phân bón đó họ phải là sao? Họ phải ăn mặc, họ phải đi học hành mới
có trí tuệ để mà chế đạt, thì là liên hệ tới thầy giáo, rồi liên hệ tới những người mai mặt nữa, rồi những người đó phải liên hệ dài dài nữa, phải không? Rồi chứ đâu phải chỉ riêng nó thôi. Rồi là còn phải có đất, phải không? Có đất có ruộng là mới gieo được, phải không? Nhưng mà như vậy thì mà sở dĩ mà được bắt cơm tới nhà mình đó cũng không phải gì như vậy xong nữa. Còn phải có nữa là phương tiện vận chuyển là mới chuyển tới nhà mình, phải không? Rồi phải có cái bát để mà đựng cơm ăn nữa. Cho nên như vậy thì nếu mà xét kỹ ra thì rất nhiều nhân duyên điều kiện để mà chung hợp lại mới thành một bát cơm cho mình ăn, chứ không phải đơn giản, phải không? Như vậy thì nghĩ tới đó thì mới thấy rằng ăn bát cơm đó là có sự liên hệ rất nhiều người. Và biết đâu trong những cái người mà đóng góp vào cái sự bát cơm mình ăn đó có những người mà mình không ưa nữa, phải không? Rõ ràng là có khi có những người mình không ưa nữa đó. Như vậy thì để thấy rằng cái sự liên hệ rất nhiều, và như vậy thì mình sẽ sự sống mình sẽ bớt cái sự ngăn cách để mà có sự hiểu nhau, mà hiểu nhau thì thông cảm nhau thì sống sẽ vui vẻ hơn, cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, không? Cho nên với một cái lý nhân duyên này thôi đó, không? Thì nếu mà quý vị mà hiểu kỹ ứng dụng vào cuộc sống đó thì thấy cuộc sống sẽ rất tốt đẹp hơn lên, và nhất là trong cái thời đại hiện tại này, không? Cần sống nghĩa là hiểu nhau đó, để đến gần nhau, bớt ngăn cách nhau, để bớt gây đau khổ cho nhau, phải không? Tức là đem mình đã sống trên cuộc đời này gọi là cuộc đời sao đã là vô thường, là khổ nhiều cái bất an rồi, thì đã khổ đời thì thôi đừng có làm đau khổ thêm cho nhau nữa, phải không? Mà phải cho đem ăn vui vẻ cho nhau, không? Cho nên mới có câu đó, không? Nghĩa là nếu bạn không mà có thể thì bạn hãy đem đến những điều an vui hạnh phúc cho mọi người, còn nếu bạn không thể thì thôi cũng đừng có gây thêm đau khổ cho người. Nếu không thể đem an vui hạnh phúc thôi đừng có gây thêm đau khổ cho người, không? Thì vậy là cuộc sống rất là tốt đẹp, không? Cho nên hiểu vậy đó thì quý vị thấy, không? Những cái ý nghĩa này là những cái lẽ thật và có nghĩa là ảnh hưởng có giá trị chân thật đến với mọi người trong xã hội, không? Rồi cái cho nên cái điểm ở đây là muốn nhắc cho tất cả thấy để thấy rằng chính trí tuệ đó mới là cái thứ tài sản lâu bền không mất. Những cái tài sản của thế gian này là mình thừa hưởng là một thời gian nó sẽ mất hết, vô thường nó cũng tiêu, cho đến tài sản cũng vậy. Thường thường á, ở đời á, thì mình nói là tài sản của tôi, do tôi không có, tôi tạo ra, phải không? Nhưng mà trong nhà Phật á, thì tài sản của cái này á, thì Phật nói của ai? Là của năm nhà chứ không phải của mình. Phải không? Tức là sao? Thứ nhất là của nước. Nếu mà bị lục thì sao? Mới dùng miền Trung đó, bị lục cái là nó trôi hết, phải không? Tài sản nó trôi hết. Thứ hai là của lửa, bị quá quạng nó đốt cháy là tiêu, phải không? Rồi thứ ba là của trộm cướp, phải không? Bị trộm cướp nó cướp thì mất đi thôi. Thứ tư là của vua quan, vì gì biết của vua quan là sao không? Là bị tội thì bị tịch thu, phải không? Thứ năm là của con phá sản, gặp những đứa con mà nó nghiện gặp nó bắt hết tiêu hết, phải không? Đó, nhiều người giàu đó, giàu con mà nó nghiện gặp rồi nó về nó bán hết tiêu sạch vậy đó, phải không? Cho nên gọi là của năm nhà. Còn ở đây á, chính trí tuệ này á mới là tài sản lâu dài, phải không? Không bắt. Cho nên có thí dụ là có hai người, một là một thương gia, một là thầy giáo, cùng đi một chiếc thuyền qua sông, sao lỡ ra giữa dòng là bị gió cuốn là sao đó, thuyền úp lật, thì lúc đó là thương gia đầu đem theo một cái cả cái lương kim cương ngọc tròn đó, thì lúc đó sao lỡ là quăng hết không để mà thoát thân thôi. Còn thầy giáo cũng vậy, có cặp tác thì cũng buông hết cố để mà lội cho được vào trong bờ thôi. Khi mà xong được vào bờ rồi á
thì ông thương gia đó bao nhiêu là học xoàn trong đó là tiêu hết rồi. Còn thầy giáo thì có mấy mấy hồ sơ đó thì cũng tiêu hết rồi, nhưng mà cái trí tuệ thầy giáo không mất. Không, cái trí tuệ đó không bị cuốn trôi đâu hết. Đó. Cho nên đó, nhưng mà đó là trí tuệ tương đối của thế gian thôi. Trong Phật Pháp đó, còn nói đến một thứ trí tuệ nữa. Quý vị biết trí tuệ gì không? Là trí tuệ xuất thế gian, hay là trong nhà thiền thì gọi là trí tuệ vô sư. Tức là trí tuệ mà không có thầy dạy. Đây mới là thứ trí tuệ là không bao giờ mất, mà mỗi người đều có hết, mà không biết khai thác đâu. Cho nên Đức Phật ban đầu là Ngài đi tìm đạo, thì đi tìm ông thầy này, học thầy này, học thầy kia, học thầy nọ, cuối cùng là từ giả hết. Tức là không ai làm cho Ngài thỏa mãn hết, cho nên cuối cùng từ giả hết. Đối với cội Tất Bát La, Ngài ngồi thiền định, rồi tâm sáng lên, trí tuệ phát giác ngộ, thì trí tuệ đó không ai dạy hết. Và trí tuệ đó thì cũng không mất, từ trong nội tâm phát ra, phải không? Còn những cái trí tuệ thế gian, ví dụ những kiến thức hiểu biết của chúng ta đây á, đó là cái thứ trí tuệ mà gọi là trí tuệ vay mượn. Quý vị kiểm có phải vậy không? Mình nhiều khi mình tự hào, nhưng cái đó là cái vay mượn từ bên ngoài vào trong tay của mình. Lúc mới sinh ra thì quý vị có kiến thức gì? Đó, mới sinh ra có kiến thức triết học, rồi nghe là toán học gì đâu, hoặc là kiến thức tôn giáo gì không? Không có gì hết, phải không? Nhưng mà khi lớn lên rồi đó là mới buông tập vào, tự học hỏi, phải không? Đó. Vào học đường, thầy giáo cô giáo dạy, thì ra ngoài xã hội đụng chạm, va chạm, dạy cho mình những kinh nghiệm đó, thì đó là những cái mà gọi là mình học hỏi, buông tập vào. Cho nên gọi là kiến thức vay mượn từ bên ngoài vào, phải không? Mà vay mượn cho nên là có lúc phải trả, phải không? Đó. Và mình buông tập theo cái chiều nào đó thì mình sẽ suy nghĩ theo chiều đó. Cho nên trí tuệ đó là nó nhiều khi nó hiểu theo một chiều. Thí dụ mình buông tập theo cái chiều nghĩa là Đông Phương thì mình đang suy nghĩ theo chiều Đông Phương. Mình học buông tập theo chiều Tây Phương thì mình sẽ suy nghĩ theo chiều Tây Phương. Cho nên mới có tư tưởng Đông Phương, tư tưởng Tây Phương, rồi có ý thức hệ này, ý thức hệ kia, phải không? Đó là sự sai biệt, phải không? Ở đây thì với chính cái trí tuệ mà gọi là từ nội tâm mình nó phát ra để mình nhìn rõ chân lý đó, thì thấy rõ lẽ thật, để mà không có mang những cái gọi là những cái thiên kiến đó thì mới thấy đúng lẽ thật. Cho nên ông Tô Đông Pha, không, Tô Đông Pha đó là ông nhà nho nhưng mà có học thiền, học đạo, thì khi mà ông sáng tỏ được đạo lý đó, ông có làm bài thơ là, đây là đọc cái bản dịch này cho quý vị dễ hiểu, là nhìn ngang thành giải, tức là đây là bài cái tên nó là Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là mặt mày chân thật của ngọn núi Lô. Đó là nhìn ngang thành dải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là ông nói rằng cũng một ngọn núi Lô này thôi, nhưng mà tùy chỗ đứng của mình á thì mình sẽ thấy nó khác, thấy không? Đứng ngang á thì sao? Đứng ngang thì mình thấy nó thành một dải, đứng xéo lại thì thấy là ngọn núi, phải không? Đứng ngang thấy là dài nè, dài thì thấy là một dải núi, nhưng mà đứng xéo nghiêng lại thì thấy nó có một ngọn núi, phải không? Đó. Rồi sao nữa? Đứng xa thì mình thấy nó thấp, nhưng mà đứng gần thấy nó cao, phải không? Đó. Cho nên gọi là cao thấp xa gần thải chấn động. À, như vậy tức là tùy theo vào chỗ đứng mà thấy nó là sai biệt. Chỉ có một ngọn núi đó thôi, đó là cái sự nghiệp quý báu của mình đó, và đó mới là sự nghiệp mà không mất đó, không? À, như vậy thì để kết thúc, không? Bây giờ nghe như vậy là đủ chưa? Tức là ở đây là gợi ý, không? Và cũng như vậy, trong buổi nói chuyện này thì không thể nói hết rồi, không? Nhưng mà gợi ý để cho tất cả thấy, ý thức được cái ý nghĩa chân thật của đạo Phật. Thứ hai
để thấy được cái giá trị của trí tuệ, mà nhất là đây là trí tuệ ở trong đạo, tức là thứ trí tuệ nó siêu việt, gọi là trí tuệ siêu việt đó, không? À, thì mà đây là một cái thứ của báo sẵn có cho mọi người chứ không phải của riêng ai hết. Cho nên trong đạo Phật á, mới nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đây là một cái chân lý mà được bình đẳng với tất cả, tức là chia đều cho tất cả hết. Cho nên rồi mới nhìn tất cả đều là giống như một nhà hết, phải không? Không bỏ sót ai hết, phải không? Là cho nên mới nói rằng trong đạo Phật mới có câu là các ngươi là Phật sao sẽ thành, ha? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Tức Phật là Phật đã thành, còn mọi người, mọi chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thấy ai cũng có thể là Phật sẽ thành, phải không? Vậy thì đâu có bỏ ai. Và như vậy thì mình tu theo Phật á, là không phải tu rồi để về quỳ dưới chân Phật, phải không? Phật không có chấp nhận vậy, phải không? Mà mọi người tu rồi để rồi sau này cũng sẽ thành Phật, phải không? À, làm một Đức Phật, à, cho nên gọi là Phật tương lai. À, và như vậy thì đó đúng là chân lý, phải không? Bình đẳng, bởi vì ai cũng đều có tâm hết, phải không? Có tâm thì tức là có biết, mà có biết thì tức là có thể giác, có giác được, phải không? Giác ngộ thì có biết mới nhận định ở đây là xấu nè, đây là điều tốt nè, không? Rồi chúng có biết đó mới nhận định phương pháp nó được, đây là điều này điều hay điều công nè, thì có biết mới có giác. Như vậy thì có tâm là có thể có giác, là gì cái tánh giác nó cũng ngầm ở trong đó, mọi người đều có cái mầm giác hết. Như vậy thì nếu khéo biết phát triển ra, không, thì ai cũng đều có thể giác ngộ hết. À, cho nên Đức Phật ngài ra đời, ngài không hiện là từ ở trên trời hiện xuống. Nếu mà Phật mà xưa mà ngài hiện ở trên trời mà hiện xuống thành Phật á, thì chắc ngày nay chúng ta ít ai mà dám tu mà mong thành Phật và mong giác ngộ. Bởi vì nghĩ rằng Phật quá cao siêu rồi, không? Ngài là bậc thánh thiện từ trên trời mà hiện xuống, còn mình là chúng sanh đầy tội lỗi đây, sao tu theo ngài nói, phải không? À, nhưng mà không phải vậy, Đức Phật hiện xuống thành Phật thì Phật là một con người như bao nhiêu con người. Và nhiều khi á, bây giờ kiểm thôi, nhiều khi mình nhiều khi có những cái mình còn tốt hơn Phật nữa, à, phải không? Phật ra đời nè, ở trong cung vua có vợ có con, hưởng ngũ dục đầy đủ, đờn ca sướng hát, không? Rồi ba cung điện mùa hè, cung điện mùa đông, không? Đó, cung điện mùa xuân thì quá hơn mình rồi. Tức là những cái trói buộc của ngài đó nó đậm hơn mình gấp mấy lần, phải không? Mình thì nhiều khi là sao có cái nhà lầu thôi chứ gì, phải không? Đó, còn tài sản ra bao nhiêu, những cái sự trói buộc thì đấu bằng ngài, mình bỏ cái nhẹ hơn ngài nữa, phải không? Đó, nhưng mà ngài từ trong đó ngài vượt ra, sẵn sàng bỏ lại tất cả hết. À, chính cái đó là cái mà mình mới lại ngài hoài đảm chán, phải không? Và chính cái đó để nhắc rằng ngài cũng là một con người như bao nhiêu con người, mà ngài có thể ngài làm được chuyện đó để mà giác ngộ chuyện đó, thì chúng ta là con người như ngài, chúng ta cũng có thể làm được chuyện đó. À, chính cái đó là một cái mục đích của ngài, thấy không? Tức là để chỉ rằng à, cái việc này là cái việc chung hết tất cả, ai cũng có khả năng làm, bởi vì ngài là giác ngộ từ con người mà giác ngộ lên, thì chúng ta là con người cũng có thể giác ngộ. Cho nên đó là đem lại một cái niềm tin vững mạnh cho tất cả, phải không? À, cho nên thấy đó là cái nghĩa rất là gọi là thấm thía đó, không? Như vậy thì để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay là chúc cho tất cả luôn phát triển cái của báo trí tuệ này để rồi thấy đúng, hiểu đúng và làm đúng. Và cái trung tâm mà cái sách Chánh Phúc Đức này đó, không, thì cũng là đang để đóng góp vào cái sự nghiệp trí tuệ này, cho nên mong rằng cũng phát triển đúng ý nghĩa của nó. Nam mô Phật Bổn Sư. Hôm nay được hội đủ duyên lành, con thay mặt cho trung tâm kinh sách Chánh Phúc Đức thành tâm rất
rất là cảm niệm và cảm ơn cho công đức của thầy đã không ngại đường xá xa xôi và đúng ngày làm thánh viên là một ngày làm lớn của đạo Phật mà thầy đã đến dành những thời gian quý báu để giữ cái lễ khai pháp và còn ban phát cho chúng con những cái lời quý báu để dạy chỉ dẫn cho chúng con trong bước đường tu học và ứng dụng Phật pháp vào đời sống. Hôm nay thay mặt cho Trung tâm Kinh sách Chánh Đức, chúng con cũng có một thứ nhất là chúc Tết cho thầy, chúc cho thầy được sức khỏe luôn, lúc nào cũng dồi dào, chúc cho thầy sống lâu muôn tuổi, chúc cho thầy dưới ánh sáng của Đức Vua Trần Nhân Tông cũng như dưới ánh sáng của sư ông Thích Thanh Từ thì thầy luôn là ngọn đuốc sáng để soi cho chúng con trên bước đường tu học. Và chúng con thân thành long xin cúng dường thầy và xin thầy nhận cho chúng con. Và để tiếp nối theo thì quý vị nào có những cái tham vấn hay là những có cái tâm thành muốn cúng dường cho thầy xin quý vị nhanh chóng để và tiếp theo nữa thì vào 10:30 này thì sẽ có thầy Thích Thông Hạnh là phó chủ trì thiền viện Chùa Chiếu sẽ hướng dẫn cho chúng ta tọa thiền trong thời gian là 30 phút. Và trong thời gian từ để chuẩn bị chỗ để mà hướng dẫn tọa thiền thì sẽ mời quý vị ngồi tại chỗ để tham dự chương trình văn nghệ.